cả cái chỗ mà coi nhà mà coi như luận gia viên hay là coi như bình luận viên hay là coi như các cái trang Facebook cái gì mình phải cần á, là đứng lên để đòi lại cái sự mà bình yên cho cộng đồng này. Đúng rồi. Đó, tôi đang làm cái chuyện này và tôi sẽ làm cái chuyện này để cho đòi lại cái sự bình yên cho người xa xứ để ngồi lại với nhau để sưởi ấm những cái gì tình thương của mùa đông. Mùa đông nó lạnh lẽo lắm mà không có cộng đồng mà ngồi lại á, nhiều cái lĩnh vực để ngồi lại để mà chia sẻ với nhau thì nó rất là lạc loài, sau này không biết nó có con cháu của mình nó đi về đâu. Thì thành ra tôi đang nói là cái lá cờ vàng nó làm trở ngại cái cộng đồng là xã hội, cái cộng đồng xã hội là khác với cộng đồng chính trị đó. Cái đúng ra đó thì không biết là những người họ làm những cái đó đó bây giờ đó họ biết là tiền kiếm ra không còn không không còn kiếm ra được nữa rồi, tất cả những gì KBG hải ngoại vạch mặt ra bây giờ đó là cả cộng đồng ai cũng biết. Thế nhưng mà đó bây giờ họ cố tình họ hướng dẫn, tại sao không không hướng dẫn để cho con cái mình đấy, không làm sao để cho mà cái người Mỹ họ nhìn cái cộng đồng mà bằng cái cặp mắt thiện cảm hơn, lúc nào là cũng là cái người đi sách động suốt ngày cứ mang cái làm ba dọc chạy quay loanh quanh mình đi thì mình đặt thỉnh nguyện hay là cái gì, đừng cứ mang cái lá cờ đi, Có một cứ lần cứ đó đưa ra cái lá cờ đi người anh ta Hồng, nhìn lá cờ người ta sợ à, anh Hồng tại biết sao phải không, phải có làm một cái lá lần á, con tôi á, cờ con mà coi như mà ra trường bác sĩ đó, con người á, không biết nó đi nó ra chơi ngoài đó sinh hoạt làm sao không biết, cái đi bữa tin bắt ăn camera cơ, bắt camera cơ, cái tôi chạy vô tin tôi chạy ngang qua tôi thấy nó camera cơ đấy, cái tôi để cho về mình coi như muốn tới thì cản mình tôi không biết chi, sau về tôi về thôi bà thấy con biểu tiên cầm cái cơ, con bị cái cơ là cơ gì không, là con đâu biết, là người ta đưa con cầm đó thấy không, nó đâu biết gì đâu mà đưa con cầm thôi đó. Thế thành tôi bị thế đấy, cái lá cờ này á, lá cờ là của là cái thời mà sao Việt Nam của là coi như năm 75 mà họ đã thua rồi, thế thành cái lá cờ này nó không có nằm ở trên cái vua, là nó không có phân danh trên cái vua, bây giờ cơ Việt Nam là cái cơ đỏ và sao vàng á, còn lá cờ này á, là cờ của cộng đồng bên này, họ họ muốn giữ lại cái lá cờ này để là để làm với cộng đồng họ, thành ra con cầm cái lá cờ là con đã vi phạm á, cái vi phạm là cái tính cách của là coi cái con là người người công dân Mỹ, nhưng mà con là coi như là cầm lá cờ đây là cũng có một cái số người là Việt Nam bây giờ chính cống á, tôi nói là Việt Nam bây giờ chính cống nó có nghĩa là chính ở trong cái lá cờ đó, là họ coi con là người 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 khác. À, cái đó hắn phải hiểu được cái này, con đi ra sinh hoạt cộng đồng á thì ok, nhưng mà con không được cầm một cái lá cờ nào ở đây cộng đồng á, trừ ra cờ Mỹ thôi đó. Thì phải như nó mới biết được chứ, thật ra nó cầm là nó còn đâu biết đâu, thì chính cái những người đó họ có phải là coi như họ nhét họ họ nhét lá cờ trong tay của người trẻ không đó. Thế nó có ai, tôi muốn nói ra nói cái chỗ nào cái sinh hoạt cộng đồng á để làm cho các em đó, các người mà xa xứ ngồi lại chia sẻ, chứ bây giờ tôi nói thiệt với anh á, chứ tóm đi tóm lại á không được 10% của là quay cái người mà đứng giữ lá cờ đó nữa, không được 10% nữa anh đó. Chính nếu cái cộng đồng mà quay đây, cái cộng đồng của xã hội á mà đừng có lá cờ à, cái cộng đồng là quay lá cờ tre lá cờ Mỹ á, bây giờ cộng đồng mạnh lắm, lớn mạnh lắm, mà các em cũng có trao đổi cái kiến thức, cái tri thức quá để mà coi như là trao dồi cái gì mà họ có để cho họ giúp nhau trong cái coi như là cộng đồng mạnh lắm đó, mà chính cái lá cờ đó mà làm trở ngại cho tất cả những cái coi như người xa xứ đến đó. Cái bên cái người Hoa đó, người Trung Hoa đó ở bên Lốt đó, nó có một cái trường không biết là trường do cái là ai làm chủ bên Đài Loan hay là bên cái Trung Quốc, nhưng mà học sinh nó đi học nó lấy cái tất cả nó đều vào rồi nó học hết, nó học chung với nhau mà nó mở trường tư mà Ok, nó có quyền để ok để nó nói có á, quyền anh không để nói với coi như với anh Tuấn Nguyễn đây này, anh nói là quay hai con bò già nói chuyện này, tôi nói cho anh Tuấn Nguyễn nghe này, hai cái chỗ mà dơ nhất của con người
À, một cái chỗ mà dơ nhất là thải của là Ừ. cái chất dơ ở dưới đó, và họ thải ra thì họ thải ra cái chỗ mà để chứa là cái bồn cầu nhé, là quay đi. Còn cái miệng là cái dơ nhất, là khi thải ra những cái lời ngôn ngữ là xấu xa, bị ổi, lời ngôn ngữ tục tiểu. Cái chỗ á, mà nghe là cái lỗ tai á, là để mà chứa những cái chất thải đó. Tụng nguyện biết không? Chính bạn nói ra, bạn viết ra, cái tay bạn dơ này, cái miệng bạn nói, tay bạn dơ, cái lỗ tai bạn nghe nữa, là phải ba cái chỗ là cái dơ bẩn của bạn đó. Bạn hiểu bạn sống trong cái môi trường của là cái loại người mất dạy không? Cha mẹ bạn cái dạy như thế à? Viết ra những cái chữ mà coi như thô tục, và nói ra những cái chữ mà mất dạy à? Cái chữ mà coi như thô tục, và nói ra những cái chữ mà mất dạy à? Và nghe những cái lời một cái của mất dạy. Bạn đi vô đây Lê Trang với con Trang Lê với coi như là con Lisa Phạm á, mà chứa những cái chất thải của hắn. Ok bạn. Đó, vô nên Trang Lê với coi như nghe, rồi hắn thải ra cái lời mà dơ nhất của cái miệng hắn á, rồi bạn nghe. Còn bạn vô đây bạn nghe là nghe những cái lời tốt đẹp, cái lời trình độ trí thức. À, tôi nói cho bạn nghe nè, nghe không? Lần sau tôi nói bạn mà ở Việt Nam, tôi nói cho bạn ở Mỹ đây, bạn giảm mấy xét vô nó phone tôi chửi đi, tôi tìm bạn ra liền á. Bạn đừng có coi như là mất nói chuyện mà coi như không có lễ phép đâu. Cái trường của họ đó thì không cần biết là nó là Trung, là của bên cái là Trung Hoa Quốc gia hay là Trung Hoa Cộng sản hay là cái gì, không không cần biết. Họ rất là đoàn kết với nhau, họ cho con vào trong đó học, và họ đã được Bộ Giáo dục của tiểu bang California cấp giấy chứng nhận là nếu tốt nghiệp ở đó ra đó là được có quyền nộp đơn để đi lên tiếp tục đại học. Thế tại sao cộng đồng Việt Nam mình 40 mấy năm không làm được một cái trường học như vậy được? Tại vì cái lá cờ vàng ba chọc đỏ nó chặn lại hết rồi. Suốt ngày chỉ cứ biết cái lá cờ, không biết làm cái gì hơn. Ông Tạ Đức Chí, thị trưởng của Westminster, tới trường Bosa Grande High School, đòi là trường phải của cái cuốn sách dạy Việt ngữ đi, là bởi vì cuốn sách này nó in tại Việt Nam. Thì bà hiệu trưởng trong trường bà nói rằng xin lỗi ông, cái trường ở tôi là nó nằm trong ngọc khu của Garden Grove, ông là thị trưởng của Westminster, ông tới đây ông làm gì? Tuy nhiên tôi chấp nhận lời của ông, thì ông lấy quyển sách nào để thay cho cái quyển sách này? Các ông có quyển sách nào không? Cứng họng, nó bỏ đi về về quê một cục không? Đấy. Chỉ có biết là cái sách đó sách của Việt Cộng. Đấy. Ông Donald Trump ông đi Việt Nam, ông có nói là ở bên Việt Nam là Việt Cộng hay là Việt Nam Cộng Hòa không? Không có ai đặt cái vấn đề đó, chỉ có mấy cái người ở đây họ đặt cái vấn đề đó ra rồi. Rồi rồi, mới đây hỏi hỏi Bình lên đây nè. Mới vừa tức thời lúc nãy đó, tôi đọc một cái email. Cuối năm tổng kết những tội ác của Cộng sản Việt Nam trong năm 2017. À, tổng cộng tội ác á. Rồi tôi đọc mang những tội ác từ năm 1954, nói là Việt Cộng Việt Minh nhé, cái là cướp cái chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt cái điện biên phủ đó. bảo là cướp cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi nói là rồi bây giờ đó, cái chuyện đó cái cộng sản nó ác hay không ác mình không biết, okay. Nhưng mà nó tại sao đó tất cả các lãnh đạo thế giới ngày APEC 2017 họ tập trung ở đó, 7 lãnh đạo thế giới mà trong đó có ba ông nằm ở trong Liên Hiệp Quốc có quyền lực, ông Nga, ông Mỹ và ông Tàu. Đấy không? Ba ông ở trong đó có quyền lực ở ở, ở trong cái năm thành viên của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ ông tổng thống, ông thủ tướng Canada ông mới đắc cử trong ông cũng qua, rồi ông Lý Hiển Long của Canada cũng qua, đấy. Rồi ông thủ tướng Abe của Nhật Bản cũng qua, biết bao nhiêu lãnh đạo tập trung về, đúng như là bác Hồ nói rằng tất cả những cái nghĩa là những cái tinh hoa của thế giới sẽ tụ tập về Việt Nam. Bây giờ này đã thực hiện đúng lời bác, cái sự tiên đoán của bác Hồ đó. Cái chỗ mà coi như là chơi á,
cái chơi những cái ván cờ, như mà tôi thường hay nói là cái ván cờ chính trị. À, lâu nay không ai nói ván cờ chính trị mà tôi nói là ván cờ chính trị đây, là nó tương đương với ván ván cờ tướng. Là khi mà người ta chơi bằng cái tướng á, là họ phải dùng mưu trí và dùng những cái lừa lọc của là coi như phe bên kia để mà họ thắng được cái bàn cờ đó. Thì cái bàn cờ tướng với cái bàn cờ mà coi như thế giới á, cái bàn cờ mà thế giới bên Tây á, nay ai chơi á, nó khác nhau cái chỗ điểm này nè anh à. Cái bàn cờ bên Tây á, họ họ đánh mà bàn cờ mà trên bàn cờ vua đó, ok, họ đánh mà thua là coi nó oh my god, họ nói chỉ nói là oh my god thôi, là có nghĩa là họ thất một đường rồi. Nhưng cái bàn cờ tướng đấy á, nó thua cái này, ơ lợ lợ coi ta, để ta đi lại, nó cái lạ cái chỗ đó nè, nó là cái chỗ đó nè, nó cũng khá cái bàn cờ, Đúng rồi. mà cái Đúng bàn cờ đúng. kia hắn kia là thua nó oh my god, là khi nó tiếc là coi là đi lồn Đúng nữa. rồi, đúng Nhưng đúng cái bàn cờ tướng nó cái hoang này hằng là hai mấy đó, đúng. nó bên ăn cái ồ khoan khoan đi lộn bắt đi lại đó, cái bàn cờ chính trị của Việt Nam mình đó, nó cái đi nó cứ nói là đấy cho đánh lại một trận nữa. Tôi hồi đấy tôi có nghe là nói là coi như ông các ông nó coi như đi tổng đó với nó đó với Phục Hưng gì đấy, cho chúng Cho nó đánh đánh lại trận đó, đánh lại đánh trận. như này đánh gì À, mà đánh ý là nó cho lấy đánh dàn, nó ý là nói là Mỹ á, dàn quân cho đánh lại một trận. lại Nó nói nó chuyện mà sao mà có như này, thì cái một người mà sĩ quan ở trong quân lực Việt Nam mà có nói chuyện mà có gì không ra cái không khí hết đấy. Đâu có thể nào mà thì cái bằng cờ chính trị mà có như anh mới nói là đánh với nghe anh cái hoàng luôn đang tới những cái tướng đó. Lý Lý Trung đã từng nói là lật đổ Đảng Cộng sản bằng đua xe mô tô mà. Ừ. Thì đấy cái chỗ mà coi như nói tất cười đó, mà chính là ai nếu mà đánh lại là đánh lại là cái chỗ mà Hoàng Cơ Minh đó dừng lên bằng cờ chính trị lại đó, là được cái gì để đánh lại đó, là cái tội nghiệp nhất á, là các anh mà là chị là cựu chiến binh á, là họ đi qua đây họ vượt biên qua đây mà coi như cuối cùng á họ đi vào con đường chết. Tôi rất là tội nghiệp những các anh đây này. À, các anh là quay tìm đường vượt biên đi cải tạo về 1-2 năm rồi tìm được vượt biên á, để qua bên này á có đời sống tốt, tự nhiên nghe coi như là qua đây dụ dỗ cho ăn rồi coi như sung sướng biên đồ say, khi mà người mà say lên là nó hùng máu lắm anh không, người mà nhậu lên sung say lên hùng máu lắm, được rồi tôi sẵn sàng đi qua ngày mai chúng tôi đi sướng lắm đó. Thành là cái chỗ mà coi như mà tôi nói là cái bàn cờ chính trị mà cái cứ lại lui nó tới cả mấy 40 mấy năm nay nó không hết được. Rồi. Rồi bên này cái nói là coi như đưa lên tội ác, các ông làm gì được mà đưa lên tội ác, đưa lên cái tội ác của cảnh sát bắn dân Việt tại Cali thôi đó, đưa lên tội ác, đưa lên cái tội ác cái gì đó của cảnh sát mà hung hăng ấy, là coi như là tới các vị đập vợ các con như là cảnh sát tới bắt lại đưa lên tội ác họ lên. Quý vị ở ở Mỹ đấy mà đưa tội ác coi như là Việt Nam lên nói chuyện mà coi như thiệt, nói chuyện không ra cái gì hết á. Ok Bình ơi, bây giờ xin lỗi ngang là tại Ừ vì bà xã gọi đi ăn cơm.